Xin chào mọi người, và đặc biệt là các em nhỏ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997. Đây là video clip anh Ba Tiểu Vi chia sẻ với các em về cái vận hạn những tháng còn lại của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các em. Thì đầu năm anh không có làm cái tử vi trọn đời cho người tuổi Đinh Sửu cũng như là vận hạn 6 tháng 6 năm 6 tháng đầu năm Kỷ Hợi 2019 cho những người tuổi Đinh Sửu, vì là có thể là nói mình có thể nói là nhân duyên tự nhiên đầu tháng 12 cái anh bị bệnh tắc tiếng không thể chia sẻ được, mà qua năm rồi thì cái lu bu công việc nào là phải đi xếp phong thủy rồi những cái công việc làm ăn của mình ở bên ngoài nó ảnh hưởng đến cái việc chia sẻ với mọi người. Thì hôm nay có nhân duyên thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về những cái điều tốt đẹp hay là không tốt đẹp ở trong những cái tháng còn của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của mọi người. Hy vọng rằng là những cái chia sẻ này là một cái hành trang nhỏ để mà các em ứng dụng vào cuộc sống, để mà có cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Biết tháng nào mình sẽ bị xui, mình hạn chế đi ra đường, hay là mình sẽ gọi là cẩn thận hơn, đề phòng hơn, hoặc là thí dụ tháng nào mình có xung khắc với gia đạo thì mình ở tuổi này thì nữ thì chắc là có thể có khá khá em, các em có gia đình thì mình phải biết gọi là nhịn chồng một tí xíu, nó khiến thôi, việc nó khiến đến mấy tháng khác thì nó không sao, nhưng mà nhiều khi cái tháng đó nó khiến cho mình phải gặp chuyện. Nhưng mà mình nếu mà mình biết là do là cái vận hạn của mình không tốt, cái tháng của mình không tốt, nó tạo ra như vậy, thì mình nhịn hoặc là mình nương cho nó qua thì nó cũng sẽ tốt đẹp thôi. Thật sự mà nói là anh Ba rất ít chia sẻ những cái tử vi về những cái tuổi nhỏ dưới 24 tuổi, vì thật sự mà nói là dưới 24 tuổi sự chi phối tử vi lên bản thân của các em nó chưa quá lớn. Cũng như là các em nhỏ, các em cứ các em không có cái gì giàu, các em không giàu cái gì hết, nhưng mà các em giàu thời gian. Các em thất bại rồi các em có thể làm lại, nhưng mà ở vào những cái người lớn tuổi như anh đã ngoài 40, cũng như là bậc phụ huynh của các em đi ngoài 50, thì cái sự thất bại đó để trả giá là mình không còn cái thời gian, đủ cái thời gian để làm lại. Cho nên là một người cũng là gọi là thích bươn chải ở cuộc sống, cũng đã từng trải qua những cái tuổi như các em hiện tại, thì anh nói nè, cuộc đời mà cứ làm những gì mình thích. Bây giờ mình không có gì giàu, mình giàu thời gian, đúng không? Mình làm mình thất bại một năm, mình đi theo đam mê của mình, hay mình đi làm những người mình thất bại thì ok, mình sẽ làm lại. Vấn đề ở đây không phải là mình gặp thất bại bao nhiêu, mà là mình có đứng lên được sau thất bại hay không. Cái điều đó mới là cái điều quan trọng, chứ không phải là tử vi có thể đúng. Anh không nói là tử vi sai, nếu mà sai thì anh không chia sẻ với mọi người. Tuy nhiên là anh sống tới tận tuổi này, anh nói một điều: đức năng sẽ thắng số. Anh từng bươn chải, anh từng tự tin vào cái bản thân mình rất là nhiều điều, rất là mình là một người giỏi, nhưng cuối cùng là số phận, mình sẽ không bao giờ làm được gì cả ngoài cái việc là đi chia sẻ tử vi phong thủy miễn phí cho mọi người. Thì từ ngày anh đi chia sẻ tử vi phong thủy miễn phí cho mọi người thì anh không nhận được tiền tài từ mọi người, tuy nhiên của cả anh tích lũy được với dưới dạng hai dạng. Nếu như những các em nhỏ chắc là chưa có xem nhiều về anh thì sẽ nói anh tích tụ hai dạng của cải, thì anh sẽ phân tích nó như thế này. Một dạng của cải đó là hữu hình, tức là nhà cửa xe tiền trong tài khoản, và là dạng khác đó là vô hình, là cái sự may mắn trong làm ăn, cái phúc đức mình có được. Từ ngày anh đi giúp mọi người thì anh không có tài sản hữu hình, nhưng mà hình như là anh có tài sản vô hình, anh có phúc đức hơn, anh thấy rõ những sự may mắn. Anh mua vé số một tháng anh cũng túng được 2-3 lần, tuy là nó không lớn, cái số tiền nó chỉ là 100-200 ngàn, nhưng mà trước đó thì không, anh mua hoài chả có thấy tài bạc trúng cả, đúng không? Điều thứ hai nữa là những công việc làm ăn của anh bên ngoài nó thu lại tài lộc, dù rằng làm cái việc này, anh nói thật cái sự, mọi người coi YouTube anh chỉ đủ tiền trả tiền điện,
không đủ tiền để anh trả tiền điện, tiền thuê nhà nữa, cho nên là chứ không phải là giàu có gì đâu. Làm YouTube không có nhiều tiền như mọi người nghĩ ha, cho nên là đừng có suy nghĩ nhiều thứ. Rồi bây giờ trở lại cái vấn đề chính của mọi người, thì do là chưa chia sẻ cái tử vi cả năm, cho nên anh sẽ nói sơ lại cái tử vi cả năm đối với tuổi các em. Sau đó thì mình sẽ ứng dụng vào từ tháng 6 luôn, từ hôm nay, năm nay mới là ngày 1 tháng 6 thôi ha. Thì như các em đã biết, tự tìm hiểu, thì cái các em là mệnh dạng giảng hạ thủy, tức là nước sông nhỏ đó, một cái nguồn nhỏ thôi, gọi là suối nhỏ. Nam mạng thì có sao Thái Dương, mà cái sao Thái Dương là may mắn, danh lộc tốt, đem đến may mắn và cái sự thăng tiến về danh lộc. Tuy nhiên sao Thái Dương lại thuộc hành hỏa cực mạnh, đối với một cái dòng nước nhỏ không có thể nào dập tắt được nó cả, chỉ khống chế nó đi phần nào thôi. Cho nên là chưa chắc gì đã tốt đẹp hoàn toàn đối với những người nam mạng đinh sửu đâu. Nữ mạng thì lại rơi vào sao thổ tú. Người ta nói sao thổ tú đem lại rối rắm, tranh chấp cho cái người mà tuổi đinh sửu. Vận niên là một vận niên không tốt, đó là vận niên xà âm tỉnh. Một cái tưởng tượng là mình sẽ gặp một cái năm giống như là mình bị bức bối, bực bội, mình bị làm trong cái việc là trái cái sở trường, mà trong cái môi trường mà bị gò bó ha. Thì nếu mà các em mà đinh sửu mà đi làm, thì đi làm ở trong giai đoạn này là thường là bắt đầu giai đoạn gọi là kiếm tiền, thì đi làm thì chắc chắn là sẽ chưa được bung thỏa mà vẫn phải nằm ở trong cái sự gò bó ha. Rồi nạn hạn của năm á, là nam mạng là hạn toán tập, là gây ra trở ngại va vấp. Còn như hạn của nữ là hình tiền, là để ý cái bệnh nặng trong những cái tháng bị xung khắc bạn mệnh. Rồi địa chi thì sửu gặp hợi, sửu gặp hợi là tam tai, tỵ dậu sửu 3 tuổi này là 3 tuổi chịu tam tai, trong đó các em là chịu tam tai đầu tiên chi phối nặng. Tam tai của năm mười mấy tuổi thì mình không nói, lúc đó mình ăn học không có quần, không có làm gì hết, cho nên là thật sự mà nói là không có ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà bây giờ nếu mà các em là nữ thì các em đã đi đi làm rồi, hoặc là có gia đình rồi, thì cái tam tai này á, thì tam tai là gì? 3 năm, là năm đối với người tuổi tỵ dậu sửu 3 tuổi này sẽ bị năm nay và năm 2020 và 2021. Thì năm nay là người tuổi tỵ chịu nặng, năm tới là người tuổi dậu, và năm cuối cùng năm 2021 thì người tuổi sửu của tụi em mới chịu nguồn nặng. Tuy nhiên là cái tam tai á, thì nó sẽ đem đến ba cái tai tai chủ yếu, đó là tai ương, tai nạn và tai tiếng, tức là thị phi đó ha. Cho nên là nhớ cẩn thận. Rồi đó là cái tử vi của cả năm nhìn ở bề ngoài. Còn bây giờ mình xét coi vận hạn 6 tháng, những tháng còn lại của năm Kỷ Hợi 2019 nó sẽ ra sao. Thì đầu tiên hết, hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 tức là tháng Tân Mùi. Tháng Tân Mùi thì thuộc thổ, như vậy mệnh thổ sẽ khắc thủy. Lộ bàn thổ này sẽ khắc cái giảng hạ thủy của các em, cho nên bổn mạng cần cẩn trọng. Tháng khắc bổn mạng thì bổn mạng cần cẩn trọng, như anh đã nói là các em nữ phòng bệnh và tai nạn ở trong những cái tháng này, vì cái tháng xung bản mệnh. Rồi là thiên can thì chữ đinh của các em, của đinh sửu nó khắc chữ tân, là thiên can khắc tháng, công việc dễ gặp khó khăn buồn phiền trong cái công việc không tốt đẹp ha. Địa chi mùi, thìn tuất sửu mùi, sửu mùi là lục xung, nằm sát nhau ở trong cái tứ hành xung, cho nên rõ ràng tháng 6 âm lịch là một tháng không có tốt đẹp đối với tuổi của các em. Vì sao? Mạng bị tương khắc, thiên can thì bị khắc luôn ha. Rồi địa chi là lục xung, cho nên là báo hiệu cái tháng 6 này chắc chắn là sẽ không tốt đẹp. Vì sao? Tháng 6 là tháng Tân Mùi mà, đúng không? Đó là những cái phân tích của anh về cái tháng 6. Tiếp đến đó là tháng 7 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Cô Hồn.
còn có thể nói là tháng xá tội vong nhân đối với tín ngưỡng dân gian, và tháng cô hồn của cô hồn và Vu Lan báo hiếu đối với người của Phật giáo. Thì như vậy thì tháng 7 âm lịch nó là tháng nhâm thân, tháng nhâm thân thì thuộc kim. Như vậy mệnh, xét về mệnh là kim sinh thủy, bản mệnh được tương sinh tốt cho sức khỏe, còn tương sinh cho phúc tinh và tài tinh, đó là một cái điều number one. Khi mà bổn mệnh được tương sinh thì giống như là mình được cái đèn nó chiếu vô mình vậy, sáng lên ha, nó sẽ có nhiều điều tốt đẹp. Giống như mà các em thấy cái sân khấu mình có đèn spot chiếu vô mình ok đó. Thiên can là chữ đinh hợp chữ nhâm, thuộc nhóm ngũ hợp, chủ về chữ nhân, cho nên là có thể nói công việc tháng 6 mình gặp khó khăn bao nhiêu, tháng 7 mình sẽ gặp được một cái quý nhân giúp đỡ cho mình, mọi chuyện nó sẽ đỡ đần hơn, sẽ nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như các em đi làm cho công ty gặp bị người ta chủ người ta nói này nói kia làm rất là khó khăn, thì tháng 7 này mình sẽ có gặp một cái người nào đó đến giúp đỡ mình, nói chuyện với mình, làm cho mình cảm thấy tốt đẹp hơn ha. Rồi địa chi thân sửu thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau, gia đạo và tình cảm không có vấn đề, cái điều này là điều tốt đẹp. Như vậy thì chuyển qua tháng 7 thì là mọi chuyện hoàn toàn khác với tháng ta tháng 6. Tại vì nói thật sự là mình cũng có lúc lên lúc xuống vậy chứ, lúc nào cũng xuống không chết luôn à, sao chịu nổi đúng không? Rồi tiếp đến đó là tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, mà tháng 8 âm lịch thì mình hay nói là tháng Trung Thu, và đó là tháng Quý Dậu. Tháng Quý Dậu tiếp tục là một tháng kim. Như vậy bản mệnh tiếp tục kim sinh thủy, bản mệnh được tương sinh tốt cho sức khỏe và còn tương sinh cho phúc và tài tinh. Phúc và tài tinh là sẽ phản đối lại những cái sao mạng xấu, cái phá và bại tinh ở trong cái tương quan về một tương quan về tử vi trong trong năm Kỷ Hợi 2019. Rồi thiên can á, thiên can chữ quý và chữ đinh á, là không xung, chữ quý và chữ đinh á là sorry, chữ quý và chữ đinh này anh cần tìm hiểu một tí xíu. Quý và đinh, một cái là thủy một cái là hỏa, cho nên là căng thẳng rồi. Quý là nó khắc đinh đúng không, đó cho nên nó là thiên can tương khắc đó, mà thiên can mà chữ quý là của tháng, nó khắc chữ đinh thì là tháng khắc thiên can, công việc xin rối rắm, cẩn thận vướng cái chuyện mà kiện thưa pháp lý, nếu mà đặt bút ký cái gì thì cũng nhớ cẩn thận ha. Địa chi thì dậu gặp sửu là thuộc nhóm tam hợp, thì dậu sửu là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc. Như vậy là cái tháng 8 tuy là tháng kim nhưng mà có nhiều điều không được ok lắm, ngoài cái việc là được tháng tam hợp. Hy vọng rằng với tháng tam hợp địa chi nó phần nào khắc chế bớt cái sự khó khăn của chữ quý khắc chữ đinh là công việc, sự rầy rà rối rắm đem lại cho mình. Hy vọng là như vậy. Còn cái chuyện mà kim sinh thủy, là bổn mệnh được tương sinh tốt, địa chi được tam hợp, tuy nhiên là tháng 8 thì thiên can là bị tương khắc, không tốt cho công việc. Tháng xét về các trụ là mệnh là cho sức khỏe và bổn mạng, địa chi là cho gia đạo và tình cảm, còn thiên can thì là cho công việc và danh lộc, và cái thiên can nó không tốt đẹp. Rồi tiếp đến là tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, mà tháng 9 âm lịch đó là tháng Giáp Tuất. Tháng Giáp Tuất là thuộc hỏa. Như vậy là thấy là mệnh rồi đó. Xét về trụ mệnh là thủy khắc hỏa, tháng khắc đúng không, là bản mệnh của mình khắc tháng. Vì sao bản mệnh mình là thủy mà vẫn là thủy khắc hỏa, bổn mạng khắc khó khăn, có chút không tốt cho sức khỏe, cho nên là cần cẩn trọng, đặc biệt là với các em nữ với cái nạn huỳnh tiền phòng bệnh nặng của mình. Thiên can giáp đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ,
Giáp thì thuộc mộc, đinh thì thuộc hỏa, cho nên có thể nói về năm âm ngũ hành của thiên can là mộc sinh hỏa. Như vậy tháng 9 công việc dễ sinh tài lộc, nhiều điều tốt đẹp ở trong công việc. Địa chi là sửu gặp tuất, thìn tuất sửu ra khá sát nhau ở trong tứ hành xung, cho nên là thuộc nhóm tự hình. Ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh và bên mạnh loại trừ bên yếu, cho nên là gia đạo chắc chắn sẽ có nhiều cái chuyện buồn phiền không có tốt đẹp. Gia đạo không có nhất thiết là chồng con mình, có thể là cha mẹ anh em tạo cho mình những cái chuyện buồn phiền, đặc biệt là các em nam với cái hạn mà của mình rồi ha. Tiếp đến đó là tháng 10. Tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Ất Hợi, một tháng hỏa. Như vậy mệnh cũng sẽ giống như tháng 9 ha, thủy khắc hạ, tháng khắc bản mệnh, bổn mạng gặp khó khăn, cẩn thận về mặt sức khỏe của mình. Thiên can cũng giống như tháng tháng 9, Ất với chữ Đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên giáp Ất là thuộc mộc, cho nên là mộc sinh hỏa của Đinh, Đinh là hỏa mà, cho nên là âm ngũ hành tiếp tục là được tương sinh, cho nên có thể nói tiếp tục có sinh tài lộc tốt đẹp ha. Địa chi Sửu Hợi và tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương khắc nhau. Như vậy thì tốt đẹp về Phật gia đạo. Tháng 9, tháng 10 thì do là gặp thủy khắc hỏa cho nên bổn mạng của mình phải cần cẩn trọng nhiều hơn. Rồi, tiếp đến đó tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng 11 âm lịch là tháng Bính Tý. Tháng Bính Tý thì thuộc thủy, xét về mệnh là thủy đồng hàn, bổn mạng sức khỏe tốt. Bính Đinh á, thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên công việc tiếp tục tốt đẹp, không có bị chống phá, không có việc gì hết. Cả Bính và Đinh thì thuộc hành hỏa, cho nên không có sinh sức, không có gì hết, cho nên là công việc ok. Địa chi là Tý Sửu là thuộc nhóm lục hợp, tốt cho gia đạo và lẫn cả công việc nữa. Như vậy thì tháng 11 tiếp tục sẽ tốt hơn cả tháng 10, bởi vì bổn mạng không còn phải lo lắng nữa ha. Rồi đến tháng cuối cùng của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Chạp của năm Kỷ Hợi 2019, tháng 12 đó, tháng 12 âm lịch, thì tháng 12 âm lịch của năm Kỷ Hợi chính là tháng Đinh Sửu luôn. Người ta nói rằng tháng năm sinh tháng tuổi, đây là tháng tuổi của mình, mà tháng tuổi thì 60 tháng nó lặp lại một lần, cho nên là mình phải cẩn thận một tí xíu. Gặp tháng tuổi của mình chắc chắn là sẽ có nhiều điều phức tạp, không chỉ phần gia đạo sửu gặp sửu ở trong ngay đâu, mà cả cái công việc lẫn cái sức khỏe của mình cũng phải cần chú ý một chút xíu nếu không muốn gặp chuyện khó khăn. Như vậy thì anh đã chia sẻ xong cái vận hạn của những tháng còn lại của cái tuổi Đinh Sửu của các em. Hy vọng đây là những thông tin bổ ích giúp được các em trong cuộc sống có được cái gọi là gì, cái nhận định tương đối về những cái tháng này, những cái tháng tiếp theo của năm Kỷ Hợi 2019, mà đưa ra những cái hướng xử lý có thể là cương, có thể là nhu, để mà có cái cuộc sống nó hài hòa ổn định. Nếu các em xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Đinh Sửu biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Các em ai chưa đăng ký kênh anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác, có thể về tử vi của bản thân hoặc là bạn bè, người thân của mình. Rất vui hẹn gặp lại các em ở những cái video tiếp theo. Bye bye.